Chiều nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12. Các đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện các ban đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành, các huyện thành phố. Báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 là nội dung trọng tâm của kỳ họp ban chấp hành đầu tiên trong năm 2023. Các đại biểu đánh giá, năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chủ động, linh hoạt, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đề ra trong năm. Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá, GRDP tăng 8,66%, giá trị sản xuất các ngành nông lâm nghiệp thủy sản đều tăng và vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp và sản lượng một số sản phẩm công nghiệp tăng so với cùng kỳ. Du lịch phục hồi nhanh, chất lượng các dịch vụ từng bước được nâng lên. Hạ tầng kinh tế xã hội được quan tâm đầu tư, triển khai nhiều dự án lớn có tính chất kết nối, liên kết vùng, tạo điều kiện để phát triển kinh tế xã hội. Thu ngân sách vượt dự toán Bộ Tài chính giao. Cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, thu hút đầu tư đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các mặt văn hóa xã hội được chăm lo, phát triển toàn diện. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực có chuyển biến tích cực, công tác thanh tra kiểm tra được tăng cường, quốc phòng được củng cố, an ninh trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hoạt động của chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội có chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần vật chất của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Báo cáo cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành có lĩnh vực nhiệm vụ chưa thực sự quyết liệt, còn có một chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu đề ra. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch còn chậm, thiếu quyết liệt, thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến sản phẩm nông nghiệp và phát triển các chuỗi liên kết trong sản xuất nông lâm nghiệp còn hạn chế. Công tác quản lý trật tự đô thị có mặt hạn chế, thực hiện chuyển đổi số chưa có nhiều chuyển biến. Năm 2023, tỉnh đề ra 21 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó phấn đấu GRDP theo giá so sánh năm 2010 đạt 9%, GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành trên 55,7 triệu đồng một người một năm. Giá trị sản xuất công nghiệp giá so sánh năm 2010 tăng trên 15,5%. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản giá so sánh năm 2010 tăng trên 4,6% so với năm 2022. Thu hút trên 2,5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu xã hội về du lịch đạt trên 3.000 tỷ đồng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị các đại biểu thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, phân tích cụ thể nguyên nhân các tồn tại, hạn chế trong từng lĩnh vực cụ thể. Trên cơ sở đó, tập trung đề xuất các giải pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm 2023. Các ý kiến tập trung vào nội dung xây dựng và nâng cao giá trị sản phẩm ô cốp của tỉnh, xây dựng nông thôn mới bền vững, xây dựng chuỗi liên kết sản phẩm hữu cơ, triển khai đề án trồng rừng gỗ lớn. Lãnh đạo ngành công thương đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp, xây dựng sản phẩm thương hiệu quốc gia và thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản. Một số vấn đề được các đại biểu quan tâm là việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư ngay từ đầu năm, đặc biệt là các chương trình mục tiêu quốc gia có giải pháp quyết liệt, rà soát chủ trương đầu tư từng dự án cụ thể, chủ động trong triển khai công tác thu ngân sách. Về phát triển du lịch, năm 2023 dự kiến sẽ tổ chức một số các hoạt động để xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của Tuyên Quang, thu hút khách du lịch. Các ý kiến cũng tập trung đến công tác quy hoạch, thẩm định các dự án đầu tư, xác định rõ lĩnh vực thu hút đầu tư, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số, tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, những giải pháp đề xuất được các đại biểu nêu tại hội nghị cần được tập trung thực hiện ngay từ những ngày đầu năm, phấn đấu với quyết tâm cao nhất hoàn thành kế hoạch đề ra. Hội nghị cũng đã thảo luận báo cáo công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và nghe quán triệt một số chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Phát biểu bế mạc hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong năm 2022 có được từ truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực khắc phục khó khăn, sự đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đây sẽ là tiền đề vững chắc để tỉnh bước vào năm mới 2023 với khí thế mới, nỗ lực và quyết tâm cao nhất hoàn thành kế hoạch năm 2023. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, năm 2023,
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ tỉnh đến cơ sở cần phải có quyết tâm thật cao, nỗ lực thật lớn, phát huy tiềm năng thế mạnh, nắm chắc dự báo đúng, kịp thời và có giải pháp phù hợp, khắc phục hiệu quả những khó khăn vướng mắc để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp khai thác tiềm năng lợi thế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội ngay từ những ngày đầu năm 2023. Sớm hoàn thành việc giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách cho các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị và giao kế hoạch đầu tư công và chương trình mục tiêu quốc gia, hoàn thành trong tháng 2 năm 2023 để chúng ta triển khai thực hiện các cái nhiệm vụ tiếp theo. Về khai thác tiềm năng lợi thế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động có hiệu quả các nguồn lực để phục vụ đầu tư phát triển, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội ngay từ những cái tháng đầu, quý đầu, nắm chắc tình hình, có giải pháp ứng phó kịp thời hiệu quả những khó khăn thách thức, tập trung giải quyết có hiệu quả điểm nghẽn, những khó khăn vướng mắc, nhất là trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án ngoài ngân sách nhà nước, tham mưu triển khai có giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phát triển nông lâm nghiệp, thủy sản gắn với xây dựng nông thôn mới, chuẩn bị tốt các điều kiện để sản xuất vụ xuân năm 2023, đẩy mạnh phát triển nông lâm nghiệp thủy sản hàng hóa, liên kết theo chuỗi giá trị, tập trung vào các vùng sản xuất hàng hóa, các sản phẩm chủ lực của tỉnh, nâng cao hiệu quả phát triển lâm nghiệp, đáp ứng mục tiêu xây dựng Tuyên Quang trở thành khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất chế biến gỗ của vùng Trung Du, miền núi Bắc Bộ. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả xúc tiến, thu hút đầu tư, tập trung thu hút các ngành nghề tỉnh có tiềm năng lợi thế, có giá trị kinh tế cao, thân thiện với môi trường, kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án công nghiệp sớm đưa vào sản xuất, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng mới và mở rộng các khu cụm công nghiệp theo quy hoạch, chú trọng phát triển thương mại điện tử, xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm có lợi thế của tỉnh, khuyến khích tạo điều kiện sử dụng hàng hóa mà các doanh nghiệp sản xuất tại tỉnh, triển khai các giải pháp khai thác có hiệu quả các điều kiện về tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hóa, lịch sử để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, tiếp tục xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch độc đáo, có tính cạnh tranh cao, tăng cường hợp tác liên kết với các địa phương, doanh nghiệp trong phát triển du lịch liên tỉnh, liên vùng, thu hút, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án phát triển du lịch, nhất là hạ tầng các khu du lịch, triển khai các giải pháp xây dựng khu di tích đặc biệt quốc gia Tân Trào trở thành trung tâm du lịch lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch của cả nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư tại khu sư khoáng Mỹ Lâm, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh thời kỳ 21-30, tầm nhìn đến năm 2050, tập trung nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực, hạ tầng công nghệ thông tin, đồng bộ theo hướng hiện đại, đẩy mạnh các giải pháp chuyển đổi số trên các lĩnh vực, ưu tiên đầu tư hạ tầng, nền tảng số, phát triển kinh tế số và xã hội số, nâng thứ hạng của tỉnh trên bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số của cả nước. Nói đến chuyển đổi số thì có 3 việc chúng ta phải tập trung làm. Một là phát triển hạ tầng, hai nữa là xây dựng cơ sở dữ liệu, và ba là đào tạo nguồn nhân lực và đào tạo kỹ năng cho người dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút đầu tư, thực hiện các giải pháp để phát triển nhanh doanh nghiệp, là tiếp tục rà soát các dự án đầu tư công giai đoạn 21-25, khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải và khắc phục tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công, chú trọng huy động các nguồn lực và phân bổ nguồn lực tập trung có trọng điểm để phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, triển khai đầu tư theo hình thức đối tác công tư, tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, các công trình dự án trọng điểm của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu nâng cao chất lượng lĩnh vực văn hóa xã hội, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng,
đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, đẩy mạnh các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở cấp bậc học, công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội, các chính sách hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tiếp tục thực hiện tốt đề án xóa nhà tạm, nhà rột nát cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách, thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, trọng tâm là thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2023. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết kết luận về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng. Về công tác chuẩn bị cho người dân đón Tết Quý Mão, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: đề nghị các cấp các ngành thực hiện nghiêm chỉ thị số 19 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, khẩn trương rà soát có phương án chăm lo, chuẩn bị Tết cho nhân dân, nhất là quan tâm chăm lo Tết cho người nghèo, người có công, gia đình chính sách, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết vui tươi lành mạnh. Sau thời gian nghỉ Tết, theo quy định phải tập trung ngay vào việc triển khai các nhiệm vụ, không tổ chức các hoạt động vui chơi, tham quan, chúc tụng, tràn lan, kéo dài, gây lãng phí ảnh hưởng tới công việc, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, đảm bảo vui tươi, tiết kiệm, an toàn, góp phần thu hút và phát triển du lịch. Thưa toàn thể các đồng chí, năm mới đã đến với niềm tin và khí thế mới. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tôi kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, góp phần hoàn thành mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc. Với tinh thần trên, tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12,